Xin chào các bạn, khỏe không? It's me Britannia Karma. Lâu lắm rồi mình không nói chuyện với nhau, không buồn với nhau. Hôm nay là one year anniversary. Cách đây đúng một năm mình làm cái clip. Người Việt Nam nói xấu mình. Không nói xấu mà nói như nào nhỉ? Thật ra nói xấu đúng. Nói cái con voi với cái nói các thứ, cái dưa hấu với các thứ. Ok, anyway, mấy hôm không làm được clip bởi vì tôi mới chuyển nhà, tôi chuyển thành phố khác, Frankfurt. Hồi xưa tôi ở ở Hamburg với Miss Quá Đáng, nhưng mà and Mr. Quá Đáng, nhưng mà bây giờ tôi ở một mình ở riêng, ha ha ha. And yeah, mình chưa dọn xong các thứ nhưng mà mình phải làm clip cho các bạn chứ. Hôm nay làm cách đây đúng một năm mình làm clip rất là vui, nổi tiếng, làm cho các bạn cười. Bây giờ mình làm buổi sáng, mình làm ở văn phòng, về buổi tối thì mình làm thêm, mình bồi ở Frankfurt, ở nhà hàng Việt Nam với China, gọi là kim phở, ngon cực kỳ, vui lắm. Mà mình làm thêm bởi vì mình phải kiếm tiền để mua quà mùa đông Christmas, mua quà Noel cho cả nhà chứ. Cả bố, cả mẹ, cả hai em phải có cái điện thoại chứ, iPhone 10. Ok, mình đang đi đường đi làm thì bởi vì mình phải đi tàu đúng không? Mình chưa có xe. Ok, no problem. Đây có hai cái ghế như này nhé. Lúc mình đến ấy thì có hai cái cô người Việt Nam ngồi đây nè. Sao bạn mình béo thì ngồi đây? À xin lỗi, ở đây có một cái ông ngồi nè. Sao là bạn béo mình ngồi đây? Bởi vậy mình tưởng là mình ngồi ở đây không? Mình ngồi ở góc ở đây vừa nhìn mặt bạn rồi sao đó vừa nói chuyện không? Đúng cái lúc mà mình muốn. Còn đầy mực như thế đấy. Đây lại được rồi. Ok, so bạn mình ngồi đấy thì bởi vậy hai người Việt Nam gầy ốm như thế mà hai cô xinh ngồi ở đây thì bởi vậy mình chỉ có ngồi ở cái góc đấy thôi. Thật ra là mình cũng không ngồi ở đó, thật ra là gọi là giống cái lô đít của mình, chỉ có ôm cái góc đó thôi để mình giữ, mình ngồi như thế để mình đỡ bị ngã. Hai cô Việt Nam không biết mình là người Việt Nam. Sau đó bạn mình thì con béo mình nói chuyện với bạn Tây, mình kể tôi phải đi làm, tôi mệt quá với các thứ. Mình đang nói chuyện sau đó nghe ở trong sau cái tai mình nghe hai cô Việt Nam nói: "Đây chị, ra đây, ngồi ra đây đi, ngồi ra đây. Cái con này, tại sao nó ngồi ở đây nhỉ? Vô duyên nhỉ? Quá đáng nhỉ? Tại sao mà ngồi như thế đấy?" Mình nghe rõ ràng người ta nói mình như thế nhưng mà mình không nói gì. Mình để cho người ta nói xong đã. Sau đó mình làm này. Mình cứ vẫn nói chuyện tiếp với bạn như bình thường. Tôi thề luôn, tôi không động đến cái cô đó đâu nhé. Tôi không ngồi cộng bên cạnh cái cô đó mà cái cô đó kiểu quá đáng. Chị ơi, xích ra đây ngồi. Cái con này quá đáng nhỉ, quá điên. Sau đó mình quay lại mình bảo là: "Chị ơi, nếu mà chị muốn ngồi kiểu cần thêm chỗ để ngồi thì cứ bảo em đứng dậy đâu có sao đâu. Nhưng mà không cần phải nói như thế, tại sao nói quá đáng thế? Em đâu có sờ đến chị đâu mà như..." Sau đó hai cô: "Không không không không, đâu có gì đâu. Oh my god, xin lỗi, đâu phải đâu, đâu phải đâu. Xin lỗi, đâu có gì đâu, chị cứ ngồi đây. Oh my god." Sao đây mình làm này? Không sao, không sao, không sao, không sao. Đừng có sợ, mình đừng có. Thấy quá xấu hổ không? Một năm rồi người ta biết mình rồi nhưng mà người vẫn có người Việt Nam không biết mình là người Việt Nam thì nói như vậy như mình. Thế luôn, thật luôn nhá. Mệt, cuộc sống của mình khổ quá. Rồi cái gì nữa? Bây giờ mình mới chuyển nhà thì mình cần wifi, thì có cái chú sửa mạng cho mình tất cả đấy. Ôi dồi ôi, mình cũng béo mà, mình cũng béo, mình bây giờ mặc size L, large, size mình quần áo mình là to rồi. Ở đời này, ở thế giới này cũng có mấy người còn béo hơn mình, thật đấy. Nhưng mà tại sao người ta hay mặc cái quần chật? Tại sao? Why? 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 Tại vì có cái chú đấy. Mà không phải riêng cái chú đó mà cái chú mà sửa mạng cho mình ấy. Chú ngồi nhé. Bạn có biết mấy cái người mà mặc cái quần ấy, đây là cái đít nè, nhưng mà mặc cái quần vẫn rõ cái này nè, vẫn thấy cái đấy. Sao đó cái chú đó nó cúi xuống ấy,
làm mạng cho mình, sau đó mình cứ nhìn ở sau cái ông kiểu không muốn nhìn ấy. Sau đó cái chú đó bảo ừ em ơi với cho anh cái em xin anh kéo quần lên, run hết cả người. Tôi xin làm ơn các bạn béo, tôi yêu các bạn béo hay là tôi yêu các bạn mà gầy kiểu khác. Xin làm ơn đẹp mặc cái quần dài hơn một tí, mặc size to hơn một tí không sao gì cả, đeo cái thắt lưng. Nếu mà cái thắt lưng tôi sẽ tặng cho cái thắt lưng, bởi vì nhìn thấy rõ hết cái ấy của cái đít ấy, cái mông ấy. Hồi xưa mình béo ấy, mình đã để ý rồi, thầy thời mình béo mình thấy trong ngứa mắt rồi. Hay là bạn cảm thấy là mình khó tính? Hồi xưa mình không biết nói tiếng Việt dành, rồi sau đó mình hay bảo mẹ ơi nhìn kìa, cái cô này thấy được cái lỗ đít của cô. Cuối cùng mẹ bảo con ơi con không được nói như vậy, thứ nhất là không phải lỗ đít của cô, thứ hai con không được nói như thế nhá. Nhưng mà bởi vì mình không nói cho người ta biết, người ta vẫn mặc cái quần chật. Nhìn gớm, mợ cái chú đó mà còn có lông nữa, sao nó còn toát mồ hôi nữa. Xin lỗi. Các bạn, bây giờ tôi 25 tuổi rồi nhé. Xem năm sau có ai sẽ cưới mình không, bởi vì hiện giờ là năm sau tôi sẽ 26 tuổi nhờ. 26 tuổi rồi, 26 tuổi mà chưa có chồng. Bình thường cũng đâu có sao đâu đúng không? Bình thường mình đến 30 tuổi chả có chồng cũng không sao. Mình 40 tuổi không có chồng cũng chả sao cả. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà cưới sớm thì đẻ ra được 5 đứa con nữa. Mình muốn 5 con trai. Con gái mệt lắm. Nếu mà có con gái như mình thì mệt chết. Ok. Anyway, so nếu mà các bạn muốn tâm sự với tôi vì chuyện gì, comment and talk to me. I miss you. I love you. Thank you.